Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Fiso Sport để tiếp tục với series xúc bóng. Hôm nay, Fiso Sport sẽ giới thiệu các bạn 3 bài tập xúc bóng kết hợp với di chuyển. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Bài 1. Dứt điểm một chạm bằng hai chân. Ở bài tập này, các bạn sắp xếp marker thành một tam giác, hai marker dưới chết ra hai biên. Bài tập này sẽ giúp cho các bạn luyện tập được hai kỹ năng, đó là di chuyển lại bộ đối thủ và dứt điểm một chạm. Bước 1, chúng ta bắt đầu với chân phải trước nhé. Xuất phát từ giữa sân, ta chạy đến marker giữa, sau đó thực hiện động tác chớp đối phương sang trái và di chuyển về bên phải nhận bóng. Bước 2, khi nhận đường truyền từ góc của đồng đội, ta lao đến dứt điểm một chạm bằng kỹ thuật 5 bước xuất bóng ở video lần trước mà Fiso Sport đã giới thiệu. Nếu các bạn chưa xem thì hãy click vào link mô tả bên dưới nhé. Và ngược lại, chúng ta thực hiện tương tự với chân trái nhé. Lưu ý, động tác chớp đối thủ cần thực hiện nhanh và chuẩn xác, tránh tình trạng chuyển hướng chậm, đối phương sẽ đọc được ý đồ của các bạn. Bài 2. Đạp gầm dứt điểm ở biên. Ở bài tập này, chúng ta đứng gần biên để thực hiện phối hợp cùng đồng đội để có được những pha dứt điểm với khung thành. Đây là bài tập thường được ứng dụng khá nhiều trong trận đấu. Bước 1. Chúng ta thực hiện động tác chớp loại bỏ đối thủ. Bước 2. Lao lên những đường truyền bằng gầm của đồng đội. Sau đó sử dụng gầm dày để đẩy bóng về phía trước một đoạn vừa đủ để loại bỏ đối phương phía trước. Bước 3. Khi bóng cách chân trụ một khoảng 15-20cm, chúng ta thực hiện pha dứt điểm. Bài 3. Kéo gầm dứt điểm. Cũng tương tự như ở bài 1, ở bài này chúng ta sắp xếp marker thành một tam giác. Bước 1, ta cũng xuất phát đến vị trí marker đầu tiên, thực hiện động tác chớp đối phương sang phải và di chuyển sang trái. Ngược lại, ta chớp trái và di chuyển phải. Bước 2, khi nhận bóng từ biên, ta thực hiện động tác kéo gầm loại bỏ đối thủ và dứt điểm bằng chân còn lại. Tương tự, các bạn tập luyện ở hướng ngược lại nhé. Đây là bài tập cơ bản giúp các bạn luyện tập để xử lý các tình huống bóng di chuyển trên sân và dứt điểm cầu môn. Khi bắt đầu, các bạn hãy cố gắng là thật chậm và rõ từng động tác. Và khi đã quen, các bạn hãy nâng cao bằng cách kéo bóng một chạm loại bỏ đối thủ và dứt điểm. Cảm ơn các bạn đã xem video 3 bài tập xúc cơ bản này. Đây là các bài tập kết hợp với di chuyển để tạo sự chủ động khi dứt điểm. Vì thế, các bạn nên hãy tìm cho mình ít nhất một người đồng đội để tập luyện hiệu quả nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công. Trong video tiếp theo, Fiso Sport sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các bài tập xúc khác nữa trong series xúc bóng này. Hãy nhớ để lại một like, share và một subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.